Cô Ba Sài Gòn nằm ở tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nếu như lướt TikTok quá 180 độ thì mọi người cũng biết tới quán Hello Sài Gòn rồi đúng không? Quán này cũng mới khai trương được 1 tháng rồi, hôm nay mình mới có thời gian rảnh để ghé quán ăn đó mọi người. Quán thì có rất là nhiều đồ ăn đa dạng từ mì xào hải sản nè, mì xào bò, bún thịt nướng cho đến những món khai vị, món ăn vặt như là bánh tráng trộn, chè, đậu hũ chiên, lẩu và nhiều món ăn khác nữa. Vì đi có 2 người thôi nên là mình đã gọi một phần lẩu hải sản. Nhưng mà mình không biết là phần lẩu hải sản này vốn chỉ nó nhiều như vậy hay là tại vì mình dễ thương quá nên là chủ quán đã cho thêm đồ ăn nữa ta. Trong lúc chờ lẩu chín thì mình cũng phải selfie check in quán chứ. Mọi người nghĩ 2 đứa tụi mình có thể ăn hết nguyên cái nồi lẩu đó không nè? Mà công nhận là với cái trời lạnh lạnh vào cuối đông này mà gọi một phần lẩu hải sản là ta nói nó nhức nách luôn á mọi người. Mà cái phần lẩu này nha, nó có nhiều topping như là gà nè, thịt bò nè, đậu hũ non nè, đồ tôm nè, cá viên chiên, sò tùm lum hết mọi người ơi. Lúc mà mới dọn ra thì tụi mình cứ sợ là tụi mình sẽ không ăn hết nguyên cái nồi lẩu, nhưng mà ai dè nó ngon tới mức mà tụi mình ăn sạch luôn. Rồi sau đó thì tụi mình có ăn thêm một phần gỏi chân gà nữa đó. Gỏi chân gà thì thôi khỏi nói luôn, chân gà khi mà cắn vô thì nó giòn và nó có cái vị chua chua ngọt ngọt. Mình thấy là quán cứ mỗi tuần thì sẽ ra thêm một vài món ăn mới đó mọi người. Và cái hôm mình tới thì cũng có thêm một món mới nữa nè. À mình nói nhỏ với mọi người thêm một cái, đó là mình ngồi ở quán tới 3 tiếng lận đó mọi người. Nếu sau này có dịp thì mọi người nhớ ghé quán để ăn nhé. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người, lần sau ghé lại nha. Hello Sài Gòn.